Bảo tàng Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9 vừa tổ chức lễ trao nhận hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng Quân khu. Trước khi diễn ra lễ trao nhận hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng Quân khu 9, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân khu 9 và các đại biểu thành kính dâng hương tại đền thờ Bác Hồ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới để tỏ lòng thành kính Bác. Tại buổi lễ, nhà giáo nhân dân Phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Thơm đã trao tặng cho Bảo tàng Quân khu 9 hiện vật của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mẹo, gồm một bộ đồ, bóp đầm cùng bộ quần áo mẹ đã tặng thầy Phan Văn Thơm khi thầy tập kết ra Bắc năm 1954. Đặc biệt là bài thơ báo công với cha khi thầy viếng mộ cha là liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Hương. Thượng quý Châu Thanh Liêm cũng trao tặng cho Bảo tàng Quân khu 9 những lá thư của trung sĩ Dinan Brister, tù binh trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng dưới sự quản giáo của ta, Dinan Brister đã hiểu rõ được bản chất của cuộc chiến tranh xâm lược của quân đội Mỹ và cuộc chiến chính nghĩa chiến đấu giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Thấy được tính nhân đạo của quân đội nhân dân Việt Nam trong đối xử tù binh chiến tranh, thấy được tình cảm của cán bộ ta đối với tù binh. Sau buổi lễ trao nhận hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng Quân khu 9, các đại biểu đến tham quan các khu triển lãm tại bảo tàng.